Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một phương pháp viết IELTS Writing dành cho những bạn tự học IELTS ở nhà và không có điều kiện đến các trung tâm hoặc là các lớp học để có thể tự luyện viết. Phương pháp của mình cũng đơn giản thôi, đấy là viết từ tiếng Việt xong đấy chúng ta dịch sang tiếng Anh. Chúng ta sẽ viết một đoạn paragraph về cái topic là các ưu điểm của Technology. Bước thứ nhất, chúng ta triển khai viết tiếng Việt. Câu topic sentence chúng ta sẽ viết là công nghệ có một vài ưu điểm. Ý thứ nhất, công nghệ nâng cao chất lượng cuộc sống. Sự xuất số hiện của các loại thiết bị gia đình như máy rửa bát, máy giặt giúp chúng ta làm việc nhà và có nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống hơn trước. Ý thứ hai, sự phát triển của công nghệ. Uh, à, sorry, sự phát triển của công nghệ y học giúp tăng tuổi thọ con người. Những loại bệnh tật trước đây không thể cứu chữa được như ung thư hiện nay đã có đã có thể điều trị bằng các loại thuốc men hiện đại và phương pháp phẫu thuật hiện đại. Ý cuối cùng, công nghệ giúp bảo vệ môi trường. Các nguồn năng lượng mới như năng lượng mặt trời, năng lượng hạt nhân đang được phát triển để thay thế nguồn năng lượng nguồn nhiên liệu hóa thạch, giảm mức độ ô nhiễm môi trường. Sau khi chúng ta viết paragraph đấy bằng tiếng Việt, chúng ta chuyển sang tiếng Anh như sau. Công nghệ có một vài điểm, chúng ta dịch ý thứ nhất There are several advantages of technology. Firstly, it improves the quality of life. The introduction of household products such as dishwashers and washing machines helps us to do housework and have more time to enjoy life than before. Secondly, advances in medical technology increase life expectancy. Diseases that were incurable, like cancer, now can be treated with modern drugs and surgery. Finally, technology helps protect the environment. New sources of energy, such as nuclear power and solar power, are now developed to replace fossil fuels, re reducing the level of environmental pollution. There are several advantages of technology. Firstly, it improves the quality of life. The introduction of household products such as dishwashers and washing machines helps us to do housework and have more time to enjoy life than before. Secondly, advances in medical technology increase life expectancy. Diseases that were incurable, like cancer, now can be treated with modern drugs and surgery. Finally, technology helps protect the environment. New sources of energy, such as nuclear power and solar power, are now developed to replace fossil fuels, reducing the level of environmental pollution. Đoạn paragraph này bao gồm 92 từ. Và đây là một số lưu ý về đoạn paragraph này. Thứ nhất, đoạn paragraph này không hoàn hảo. Chúng ta hoàn toàn có thể improve vocabulary với cả grammar để chúng ta nâng điểm từ vựng và ngữ pháp. Lưu ý thứ hai, nói như vậy không có nghĩa là đoạn paragraph này xứng đáng dưới 7.5. Ngược lại, nếu bạn có thể viết tiếng Việt tốt như thế và chúng ta có thể chuyển sang tiếng Anh như thế này, mình khẳng định các bạn, bài viết này, at least bạn sẽ đạt được 7.5 trở lên. Thứ ba, phương pháp mình vừa giới thiệu các bạn không phù hợp một số loại tiếng Việt nhất định. Như chúng ta đã biết thì trong tiếng Việt có rất là nhiều loại tiếng Việt. Loại tiếng Việt đơn giản, diễn đạt dễ hiểu, xúc tích là những loại tiếng Việt mà các bạn thí sinh khối A uh, hay sử dụng, chúng ta sử dụng hàng ngày thực tế. Loại tiếng Việt thứ hai chúng ta có thể nghĩ đến đấy là những loại tiếng Việt dùng cho các nhà văn, những cuốn tiểu thuyết, vân vân. Uh, những bạn thí sinh dự thi văn quốc gia thì mình e là sẽ không phù hợp với kiểu viết này. Chúng ta lấy ví dụ. Những người thầy là những con thuyền chuyên chở các thế hệ học sinh đến bế bờ tri thức của nhân loại. Thì chúng ta dịch sang tiếng Anh thì rất buồn cười. Teachers are the boats that transport generations of students to the riverside of human knowledge. Vấn đề là teachers tại sao lại là boats? Tại sao chúng ta lại nói là riverside river of no, uh, human knowledge? Liệu human knowledge có phải là một bờ sông hay là không? Một con sông hay là không? Tại sao lại chúng ta lại nói là riverside? Vì vậy cho nên loại tiếng Việt này sẽ không phù hợp đối với cả IELTS writing và đây là một số cái suggestion của mình. Thứ nhất, bạn nên dành nhiều thời gian để brainstorming, tạo ra ý, đưa example để support cho quan điểm của bạn trở nên rõ ràng hơn. Thứ hai, bạn hãy cố gắng dùng những ideas của bạn đã có thể hiện thành một đoạn paragraph bằng tiếng Việt một cách dễ dàng và dễ hiểu hợp lý. Thứ ba, việc translate sang tiếng Anh cực dễ và nó mất không nhiều thời gian và cuối cùng, bạn có thể follow fanpage của mình để có thể học những bài học hàng ngày rất bổ ích và lý hữu. Chúc các bạn thành công. luck bye bye.